bạn đã quay trở lại với hành tinh Hoa Văn của Lưu. Mọi người đừng quên subscribe cho Thanh Lan, follow Instagram của Lưu nha. Và rất là vui sau một năm thì hôm nay có thể ngồi đây để có thể review cho các bạn những quán ăn của các anh chị nghệ sĩ. Tính ra là mình đã làm được phần 1, phần 2, phần 3 và đây là phần 4 rồi đó mọi người. Thật sự luôn là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho cái series này của Lưu. Và đến với lại phần 4 này thì sẽ có 4 anh chị nghệ sĩ mà hôm nay Lưu muốn review cho các bạn. Còn nếu các bạn muốn biết đó là ai thì coi tiếp video này nha. Xong. Ta-da! Full bàn đố mọi người. Khi mà các bạn nhìn trà sữa này thì các bạn đoán đây là của ai nè. Cho mọi người 3 giây. 3, 2, 1. Ok. Mặc dù là Lưu nghĩ là các bạn có thể đoán ra được rồi đúng không? Tại vì là dạo gần đây thì rất là nổi từ brand trà sữa cho đến cả nữ ca sĩ này. Đó chính là Chúc Chúc của chị Hoàng Thùy Linh. Theo như Lưu được biết thông tin á, thì thực ra là Chúc Chúc là nhãn hàng mà chị Hoàng Thùy Linh đại diện thôi chứ không phải là chủ. Nhưng mà tại vì là quá yêu mến giọng ca này cho nên đó là Lưu nghĩ là Lưu sẽ review cho các bạn xem coi là nước ở đây chất lượng như thế nào nha. Giờ thì chắc là Lưu nghĩ là mình sẽ chọn một cái nào đó. Anh quay phim, chọn một cái giùm luôn. Ly này. Đây. Đây, giữa. Bên này. Ok, mình sẽ thử ly này trước. Đây là hồ trà sữa trân châu phô mai muối biển. Giá ly này sẽ là 59.000 một ly nha mọi người. Tin. Quậy lên cho mọi người xem nha. Đây. Ở bên trên này á, thì sẽ có một cái lớp foam. Ở đây sẽ là trà sữa. Dưới này thì sẽ có trân châu. Ok, mời mọi người. Tôi thấy cái vị trà sữa này á, thì hơi ngọt một tí. Tại vì á, là khi mà order á, thì để mà chuẩn vị á, thì Lưu không có điều chỉnh bất cứ đường đá gì hết. Lưu cứ để bình thường. Và lúc mà giao đến đây á, thì Lưu để đá riêng. Để lỡ tránh hạn chế là nó bị nhạt á mọi người. Cho nên là lúc mà bắt đầu quay rồi cho mọi người xem thì Lưu mới bỏ đá. Thì về cá nhân Lưu á, trà sữa này thơm nhưng mà nó sẽ hơi ngọt một chút xíu so với khẩu vị của Lưu. Đợi một tí để Lưu biến hình ra cái muỗng đã. Này. Đó. Lúc mà giao đến á, thì cái hộp foam này sẽ được để riêng cho các bạn luôn. Còn nếu như mà bạn nào á, mà để đá chung á, thì cái lớp foam này sẽ được để lên trên sẵn cho mọi người nha. Thơm béo nhẹ. Không quá ngấy. Khá là ok la luôn. Đây. Trân châu. Trân châu này là trân châu cherry. Sẽ có một cái màu nâu nhẹ nhẹ với lại là nó khá là thơm á. Về tổng thể thì Lưu thấy là ly này khá ổn. Bạn nào mà thích ngọt á, thì ly này sẽ rất là phù hợp với các bạn. Còn về khẩu vị riêng của Lưu thì ly này nếu mà trên thang điểm 10 thì Lưu sẽ cho khoảng 7 điểm nhé. Giờ mình sẽ qua ly khác nha. Lưu thì Lưu rất là thích uống mật ong cho nên là Lưu sẽ chọn ly này. Ly này là trà đắc mật ong. Size lớn sẽ là 49.000 nha các bạn. Nhìn thì mọi người thấy được là một cái màu rất là đẹp đúng không? Một cái màu vàng óng óng rất là xinh luôn. Thử. Rất là thơm nha. Ở trong này thì Lưu cảm giác là sẽ có một ít kiểu như là chanh muối á. À đúng rồi, ở bên dưới này nè. Để hút lên. Ngon. Lưu nghĩ là đối với Chúc Chúc thì đến đây Lưu sẽ order cái ly này. Vừa miệng, rất là thích. Ok, tiếp luôn. Cái này đi, trà ổi xá lị. Cái này thì sẽ có một cái màu đỏ. À, ly này cũng là 49.000 luôn. Khá ổn. Nói chung là Lưu nghĩ là nếu như mà mọi người đến đây mọi người thích cái vị trái cây nhẹ nhẹ thì các bạn có thể thử. Ví dụ như là cái trà tắc với lại cái trà ổi xá lị này. Lưu thấy hai ly này khá là hợp khẩu vị của Lưu. Ồ, còn có ổi để mọi người ăn đó mọi người. Kế tiếp luôn nha. Lưu nghĩ là Lưu sẽ thử trà dâu tằm. Đây. Y. Trà dâu tằm. Ly này thì Lưu thấy bình thường, không quá đặc biệt. Với lại là cảm nhận của Lưu thì Lưu thấy là ly này nó sẽ hơi nhạt một chút xíu.
Có thể là bởi vì Lu không phải là một đứa đạo giao tầm á, cho nên là với Lu thì ly này bình thường lắm luôn mọi người. Ok, kế tiếp luôn, mình sẽ thử trà chanh xả. Thật ra là ở Chút Chút có một cái ly rất là đặc biệt nữa, là Lu nhớ là trà muối ớt xanh gì đó. Nhưng mà cái ly đó lúc mà Lu order thì là hết hàng rồi. Có lẽ là mấy bạn rất là thích cái ly đó hay sao á, cho nên là Lu order không kịp. Nên là hôm nay Lu thử mấy cái món này. Nếu như mà các bạn đã từng thử cái món mà Lu mới vừa nói thì các bạn có thể comment cho Lu biết coi là vị như thế nào nha, để lần sau Lu sẽ order. Ly này là cũng 49.000 luôn. Thơm. Cái vị của nó sẽ tự tự như là mình hay uống những cái ly trà đào á, nó sẽ có đậm mùi xả hơn một chút xíu. Nhưng mà cũng sẽ kiểu hơi ngọt một tí mọi người. À, nếu như mà mọi người order ở trên Shopee Food á, thì khi mà các bạn order 5 ly thì các bạn sẽ được tặng một ly cà phê sữa đá. Đây, size M mọi người. Rất là dễ thương. Mà Lu thì không phải là một đứa quá là đạo cà phê, cho nên đó là cho anh quay phim nè. Tên. Đến với quán thứ hai, đố mọi người quán này của ai. Thực ra nhìn ở đây đúng nghĩa là sẽ làm khó các bạn đúng không? Tại vì á, với Lu á, thì đây là quán khá là mới. Với lại á, là đây cũng là lần đầu tiên mà Lu thử quán này luôn. Cho nên đó là để thôi bật mí cho mọi người luôn nha. Thì đây là quán tên là Đại Quang Minh. Ở đây sẽ bán vịt quay Hồng Kông. Mọi người có nhớ lại được gì chưa? Có thấy quen quen với lại cái tiệm này hay không? Còn nếu như mà chưa nữa thì bật mí tiếp. Đây là một quán của một chú nghệ sĩ hài. Và đúng nghĩa là tuổi thơ của những bạn 9X, 8X, 10X chắc là cũng có đó. Thì nói luôn ha, thì đây là quán của chú nghệ sĩ hài Tấn Beo. Và hôm nay thì Lu có order một số món, ví dụ như là Food Bang. Hôm nay thì Lu có order nửa con vịt quay Hồng Kông, rồi heo quay nè, có xá xíu với lại phá lấu. Thì theo Lu nhớ để coi là phần này của Lu là hình như là khoảng 130 hay là 150 gì đó cho nửa con. Còn mấy cái món này thì mỗi món sẽ có giá là 78.000. Nhưng mà khi mà các bạn order nhiều như vậy thì ở trên Shopee Food thì lúc đó Lu có add một cái mã là giảm được 70.000 mọi người. Cho nên là tính ra là rất là tiết kiệm luôn. Bây giờ thì sẽ ăn thử sang cân như thế nào. Thì ở nhà hàng sẽ có một loại là dưa cải chua ngâm mọi người. Thì Lu nghĩ nha là chắc là đặc biệt lắm á, cho nên là mới có cái này, chứ không có dưa leo như những cái chỗ khác. Ok, thử nhiên. Mọi người bình thường ăn vịt quay mọi người sẽ thích ăn phần nào? Phần da nè, phần nạc nè, hay là phần đùi? Lu thì Lu rất là thích ăn nạc luôn á, tại vì nó nhiều thịt thôi mọi người. Yay, mời mời mời. Chấm. Hấp dẫn quá. Lu thấy cái phần sốt này nó sẽ hơi ngọt một chút xíu, nhưng mà đậm đà, thơm. Với lại á, ở bên trong này nó không có bị kiểu như là bị đậm dầu quá nhiều mọi người. Một số chỗ kiểu như ăn vô rất là nhiều dầu, kiểu ngập mồm á, cho nên là Lu không thích lắm. Về phần thịt á thì Lu thấy là thịt rất là mềm nha, quay rất là tới. Kiểu như là xử lý này kia cũng rất là ổn, không có bị hôi. Tại vì đa phần Lu ăn thịt vịt thì Lu sẽ hơi kén một chút xíu, nếu như mà nó hôi một tí là Lu sẽ hơi né liền. Phần da thì sẽ là không quá giòn đâu, vừa phải. Cái lớp da này cũng mỏng thôi. Đây, một miếng da mỏng vừa đủ. Đã. Mà nói chung là ngon. Thử một ít dưa cải chua nhẹ. Ăn nó rất là hợp luôn mọi người. Rồi mình sẽ thử một miếng xá xíu. Xá xíu luôn, nghĩ là tôi sẽ ăn không trước. Chứ được. Trời ơi, heo quay nè mọi người, miếng nào miếng nấy nè, sắc rất là chất lượng luôn các bạn. Nhìn rất là đã đúng không? Thật
hồi nhỏ kiểu như Lưu ở nhà, Lưu rất là hay ăn cái phần da giòn á, xong rồi Lưu rất là hay bị má phạt á. Tại vì á là cái tội mà cứ ăn khôn như thế này á mọi người. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi nha, bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, cho nên là ăn cái gì thì ăn hết nguyên một miếng. Kế tiếp phá lấu. Kiểu như là miếng nào miếng nấy sắc rất là đã luôn mọi người. Ăn hả kiểu đầy miệng. Ok, Lu nghĩ là đối với một đứa khó tính giống như Lu á, tại vì thật ra Lu ăn đồ hoa rất là nhiều, cho nên nó là với cái tiệm vịt quay này thì Lu nghĩ là Lu sẽ còn ghé lại nữa. Yes, giờ mình sẽ qua tới nhân vật thứ 3. Đố mọi người quán thứ 3 này của ai? Trời, nhìn ta là biết rồi đúng không? Không cần phải giới thiệu nhiều luôn á. Thì quán này là của anh Will 365. Quán này là một quán rất là lâu lắm luôn rồi mọi người. Nhưng mà đến hôm nay thì mới có dịp review cho các bạn. Thì hôm nay Lu có gọi 3 phần. À thật ra chỉ có 2 món thôi, nhưng mà ở đây mọi người thấy có 3 hộp đúng không? Thì theo Lu unbox xem là có những gì nha. Bữa nay thì Lu có order 2 combo. Một cái combo là ghi là siêu tiết kiệm hay gì đó. Thì combo đó Lu order size lớn luôn, là sẽ có cua với lại có một cái món phụ này. Thì Lu nhớ là khoảng 600 mấy. Còn đây là một combo và crayfish. Thì combo này có giá là khoảng 300. Thì nói chung là tổng bill của Lu là cỡ 900 mấy. Nhưng mà tại vì có mã giảm cho nên là Lu được giảm khoảng 100 ngàn mọi người. Cho nên là còn khoảng 700 mấy 800 thôi. Giờ thì chắc là mình ăn cua luôn đi ha mọi người ha. Cua ở đây thì Lu thấy là cũng được, chứ không phải gọi là quá to đâu mọi người. Đây là cua thịt. Đây. Ăn kèm thì sẽ có muối ớt xanh. Nhưng mà cái muối ớt xanh này đáng ra phải làm một cái hộp to hơn, chứ cái hộp này đúng nghĩa là bỏ cái này vô không vừa đâu mọi người nha. Không để đầu dừa được hết. Này. Anh quay phim đã lấy cho Lu một cái chén mọi người, chấm cho nó dễ. Đó. Mời. Trời ơi, ăn một miếng thịt cua này nó đã. Rồi cảm giác được đó là nguyên một cái biển ùa về luôn mọi người. Trời ơi, muốn đi biển chơi dã man luôn á. Xuất sắc. Nhưng mà cái muối ớt xanh này á mọi người chấm vừa vừa thôi nha. Thì Lu thấy là nó khá là cay á. Cá nhân Lu thì cái sốt này nó không ngon lắm. Nó sẽ hơi có một ít mùi thảo mộc, cảm nhận của Lu thôi nha. Nó hơi kiểu như là nó lấn át đi cái vị của thịt cua này á. Kiểu như là Lu thì Lu sẽ thích ăn cái gì đó nó phải cân bằng giữa gia vị với lại cả phần thịt, tức là nó phải dậy được hai cái mùi đó lên. Nhưng mà cái này á thì Lu thấy là cái gia vị này nó làm lấn át đi cái vị cua rồi, ăn không nghe được cái vị hải sản lắm. Nói chung là khá là ổn. Mình sẽ thử crayfish, nhưng mà đợi Lu một tí để Lu hai một cái bao tay khác lột cái con crayfish này ra. Tại vì là nó rất là mất thời gian nè, mọi người có thể thấy được cái size của con crayfish. Nó nhỏ xíu à. Đó. Cho nên nó là mỗi lần mà ăn cái này á thì đa phần là Lu sẽ phải lột rất là nhiều. Kiểu như là lột khoảng 4-5 con gì đó ăn một lần. Chứ ăn một con là giống như kiểu ăn hương ăn hoa á. Tây. Đúng nhỏ luôn. Cái sốt này á thì Lu lấy cái sốt trứng muối. Tại vì bình thường ăn crayfish thì Lu sẽ ăn với lại sốt cà chua nè, sốt bơ tỏi nè. Nhưng mà cái trứng muối thì Lu chưa bao giờ thử cả. Cái trứng muối này nó hơi kiểu nhiều sữa. Nó hơi bị béo quá. Nhưng mà nó không có ngấy. Nói chung là ăn khá ok. Thực ra là ở Vua Cua thì sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Cũng có người khen, cũng có người chê. Cá nhân Lu trải nghiệm á, thì Lu thấy là khá ổn. Tức là sẽ nằm ở cái mức trung bình cỡ. Nếu như mà trên thang điểm 10 thì Lu sẽ cho ở đây cỡ 6 điểm cho đến 6 điểm rưỡi. Còn về chất lượng á, thì Lu thấy là tùy chi nhánh nha. Tức là bếp không đồng đều cho lắm. Ví dụ như là có chi nhánh thời độ Lu ăn ở bên Sư Vạn Hạnh, và chi nhánh này là chi nhánh ở Vũ Huy Tuấn mọi người. Thì Lu thấy là hai chi nhánh này về chất lượng thì không đồng đều. Chắc là tùy vào tâm trạng của bếp hôm đó hay sao á. Cho nên là hy vọng là để lần kế tiếp Lu sẽ thử một chi nhánh mới coi nó như thế nào nha. Giờ thì mình sẽ đến với nhân vật verdict cuối cùng của bữa hôm nay. Xin ăn.
đây. Nhìn đây mọi người có đoán ra đây là của ai không mọi người? Xịt Tắc Phúc Coffee. Đúng nghĩa luôn á, là cái lúc mà Lưu biết đó là Xịt Tắc Phúc Coffee là có sự tham gia của chị Ninh Du Lan Hồng thì cũng hơi bất ngờ. Tại vì thực ra là Xịt Tắc Phúc sẽ có nguyên một cái tòa nhà ngay đường Trần Hưng Đạo B, có rất là nhiều luôn, có lẩu nướng nè, có sushi nè, rồi có một cái bar rooftop ở trên lầu nữa. Nhưng mà cà phê thì thực sự là đây là lần đầu tiên mà mình thử. Ở đây thì Lưu có order một ly trà vải, một ly trà dâu nhiệt đới với lại một ly trà đào cam xả. Đây là ba ly cực kỳ cơ bản mà quán nào cũng sẽ có đúng không? Cho nên đó là mình sẽ review một cách nghiêm một tí. Bây giờ mình sẽ thử một ly trà vải này trước. Ly này là size lớn, giá là 49.000 một ly nha các bạn. Cái này thì Lưu nghĩ là cái vị vải này nó sẽ động ở lại cái hậu vị của các bạn. Nhưng mà trà này thì cá nhân Lưu thấy là đây không phải là một loại trà quá là đặc sắc đâu, uống rất là bình thường. Với lại là sẽ có hơi chát một tí xíu. Lưu không biết là do tính chất của cái loại trà này á, hậu vị là chát hay là do cái lúc mà các bạn nhân viên nấu trà, cái cách hãm trà của các bạn á làm cho cái trà này nó chát. Thì cái này là Lưu không rõ lắm. Nhưng mà Lưu sẽ thử lại lần thứ hai để review cách khách quan hơn. Mình sẽ thử tới trà dâu. Trà dâu thì đương nhiên là ở trong này cũng sẽ có dâu để cho các bạn ăn rồi. Nói chung là ba ly thì ly nào cũng sẽ có topping hết nha mọi người. Ly trà dâu này thì ngon nè. Uống vô một cái là kiểu như là cảm giác rất là mát luôn á. Với lại là trà dâu này làm cho mình cảm thấy khá là dễ chịu, không có bị chua. Tại vì thường mà uống dâu á, ngâm nhiều á thì nó sẽ hơi bị chua và hơi bị nhức ngay cái chỗ cái bên trong này một tí nè, ngay cái hàm của mình á. Nhưng cái ly này không tạo cho mình cảm giác đó. Ổn. Kế luôn. Trà đào cam xả. Ngon. Trong ba ly á, thì Lưu thích cái ly trà đào cam xả nhất. Sau đó sẽ tới cái ly trà dâu. Và cuối cùng là ly trà vải này. Lưu nghĩ chắc là điểm mạnh ở quán thì sẽ là cái ly trà đào cam xả này hay sao á. Tại vì uống á rất là bắt vị, bắt miệng, nịnh miệng lắm luôn á. Ok, tính ra là về mặt hình ảnh nha. Đây mọi người có thể thấy là ly đơn giản thôi, chứ không phải là ly theo kiểu là cái loại ly cứng giống như của Chút Chút hồi nãy. Còn về mặt chất lượng thì Lưu đánh giá ở Xịt Tắc Phúc ok hơn là của Chút Chút. Ở một chỗ là cái độ ngọt vừa phải. Tất cả những cái món mà hôm nay Lưu order Lưu đều để một cách tự nhiên hết. Tức là không giảm đường hay là không giảm đá bất cứ một cái gì hết, để uống một cách khách quan hơn và review khách quan hơn cho các bạn. Theo các bạn thì bốn quán nãy giờ mà Lưu review thì quán nào ngon nhất các bạn có thể comment cho Lưu biết nha. Nếu như mà các bạn có ăn qua thì các bạn có thể comment cho Lưu. Còn trong bốn quán thì đương nhiên là mỗi quán sẽ có một cái điểm mạnh và một cái điểm yếu khác nhau. Đương nhiên là mình sẽ nói một cách khách quan nhất để các bạn có thể trải nghiệm thử. Và nếu như các bạn muốn order thì các bạn có thể khi cập lên app Shopee Food thì các bạn có thể order đồ ăn. Và rất cảm ơn mọi người hôm nay đã ngồi xem cái video này của Lưu. Nếu như mà mọi người muốn Lưu review quán ăn của nghệ sĩ nào nữa, có thể comment cho Lưu biết tên nè, tên của nghệ sĩ đó nè, rồi tên quán ăn của nghệ sĩ đó luôn để Lưu biết Lưu order nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Đừng quên subscribe cho Thanh Ăn và like stream của Lưu nha. Bye bye.